lờ đặt trên đầu cây luôn. Cái lờ này còn chìm xuống nha. Wow, một cặp lóc. Ây da, thành quá. Khui. Quá trời lộn vàng. Có gì không? Có lụi không mà lộn vàng vậy? Dương xin chào tất cả cô chú chị buổi sáng nha. Dương chúc cô chú chị buổi sáng nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục đi thăm lợn sớm nha. Thì trên đoạn đường đi thăm lợn thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Thì hôm trước cái chỗ cái bãi này là nước đầy nhóc luôn, nước nhiều lắm, nhưng mà hôm nay thì người ta xả ra rồi. Thì do ứ nước nhiều quá nó ngập á, nên người ta xả đập ra rồi. Bây giờ nó cạn khô, mấy cái lợn của Dương nằm ở trên bờ hết rồi. Thì để Dương coi mấy cái lợn của mình có cá không nha. Hôm nay chắc là chuột nó sẽ cắn nhiều quá. Nước hôm bữa là nằm lên trên đây nè, hôm nay là cạn nó cỡ là gần mét nước. Dương tới cái lợn đầu tiên của Dương này nè, cạn quéo quéo luôn. Còn được miếng nước nằm treo trên. Rồi hôm nay chắc là cá sặc rồi. Này nước cạn quá cạn rồi, thất thu rồi. Tại này ta xả hay chiều hồi ngày hôm qua không biết cách nào. Biết là này có Dương có nằm bờ không, nếu mà không nằm bờ là ngon. Cái là này còn chìm xuống nha. Wow, một cặp lóc. Ây da, thành quá. Cũng còn một cái không cạn, càng thì càng cũng còn cái không cạn nha. Không cạn là cá ba con mà hai con nhỏ không bự. Thì chắc cũng có mấy cái không cạn chứ nè, cũng còn hên ăn sao kiếm ăn được. Mình mượn mấy cái sạc đây. Quay cho cái lò mình treo trên khô vô con khỉ. Mình nằm trên bờ luôn, vô gì Dương sẽ dời cái lợn xuống, đặt lợn trên khô luôn. Hôm nay đúng là đi thăm lợn là cái cam là không ướt luôn. Quay nó đặt cho đám kè này cá, cho cá. Thôi nước nó đèn quải đạn chưa, như vậy là đi qua mé bên kia nha. Đầy sắt quá, nước sâu quá. Ui, hôm nay nó sâu hơn nữa. Cái nắp mà dùng cái lội luôn á. Tức là ngày bữa Dương dời lên mà không biết hôm nay sao. Wow, nước đi đen quá đen à. Vô qua cái cỏ thúi nè. Bữa nắng á, nắng quá nắng cái đầu ta ứ nước lại, ta đắp cái đập lại. Cái nước nó dồn lên, nó ngập lên cái đầu nó thúi vào cái cỏ này. Này xong rồi,
À, cái lần này hôm bữa dừng dậy ngoài đầu này. Đúng rồi. Quên một xíu nó quên lại nữa. Đây là cái lần. Đây là cái lần. Quên nó giờ ra đây mà quên. Wow. Nghe cá nó quậy dữ mới nhớ. Wow. Sao vô mà chết queo là sao? Bị con kia đang hiếp hả? Nè. Chết queo hết con rồi. Còn con. Thầm biết lâu mới được cảm giác bắt con cá. Buồn. Dừng lại đây nha. Hy vọng là lần sau mình không có cá nữa nha. Mấy chỗ này là thất thủ nè. Vậy là cái lờ này của Dương nó sẽ nằm lên bờ luôn đó. Nằm lên vào cây luôn. À, thiệt mà. Nằm lên vào cỏ luôn. Gắt đi. Rồi, lần không gắt như thì đặt lại chỗ khác nha. Hôm nay thất thủ rồi cô chú ơi. Là mình nằm lên cạn hết trơn. Rồi, chứ đi đặt cái lần lại. Lần này xin giờ đi luôn rồi, chết queo. Nhưng mà bây giờ quả ăn cỏ này. Mấy này nằm như khô luôn rồi. Có cá lóc nha. Có cái Huyên nội ơi. Bây giờ chọn tôi nó có lóc. Rồi, Dương bắt mớ cá sặc đây. Ui. Dương lượm mấy cá sặc bự bự Dương bắt nha. Là đọc quá độc. Hoặc là kiểu nhiệt độc nhất như vậy nè. Wow. Hên là không có chuột nha. Hoặc là cái độc nhất như vậy mà. Nhưng mượn mấy cái sặc đây làm bổi kìa. Không có trên. Hôm nay ta xả ra nó khô gan luôn. Nhưng mới về cái lần vô được bữa một. Đây không là đặt đâu. Trên một cây luôn rồi. Lờ đặt trên đầu cây luôn.
trên bờ hết. Chi sẽ bắt mấy con cá sặc này, mấy cá rô này. Dương sẽ lựa mấy cái sặc bự bự Dương bắt, để lại vài con trong lời nha. Nắng lên dữ rồi cô chú ơi. Thì Dương đi qua bên cái bãi bên đây nước cạn hơn thì Dương sẽ thay cái quần khác nha. Cái quần kia nó lên tới nách nặng quá. Đây, mình tới cái chỗ thăm lời của Dương ở đây. Cái lời này nó mất tiêu rồi. Không biết ngập rồi sao. À lấy mất tiêu cái lời nó quẹ hỏi dữ. Dục cái chai đây kìa, chơi mất dạy rồi. Rồi thì Dương mất thêm một cái lợ ở đây nữa nha, không biết khứa nào lấy rồi. Bên này còn cái bên này, không biết có mất không nữa nè. Cái bên kia là mất rồi đó. Chắc chắn 100% mất tiêu lời rồi đó. Nước ở bên kia nó ra sâu quá. Nhưng mà mặc cái quần này thì nó sẽ ngập nước. Cái lời này thì còn. Khui. Quá trời lộn gà. Có gì không? Có bự không mà lụng dạng vậy? Cái sạch không à? Chơi kỳ quá. Thôi, mình sẽ dạy cái lời này đi luôn đi. Sẽ còn đây cái, đây. Lời ngay con suối kia bữa hôm là Dương đặt rồi, thăm là có cái lóc đó. Rồi nó mất tiêu cái cây luôn. Rồi mình đi thôi. Rồi, tiếp tục thôi cô chú ơi. Thì ở cái khu chỗ suối nãy mình có đặt hai cái mà mất hết cái rồi. Bây giờ cái lời này có cái nè. Ôi sao cái lời nó móc ra ngoài với ta. Bữa mình đặt đâu có tệ, đâu có gì đâu. Ôi vô con cá lóc bự mọi ơi, nhảy ra ngoài nè. Vô con cá lóc bá luôn, nó nhảy ra tung cái lời ra ngoài đây. Wow, cái gù khủng luôn nè. Đây con cá gô khủng luôn nha. Kèm một con cá lóc. Có đã. Lóc cũng bự, không bự hung nhưng mà vậy là được rồi. Bắt con cua này cả luôn. Vô con cá lóc bự mình tưởng đâu. Thế là nó nhảy tung ra ngoài luôn á. Rồi chúng sẽ đặt cái lời này lại đây nha. Hy vọng bữa sau có cá bự. Hy vọng mấy cái lời cuối cùng của mình nha. Có cá kìa. Hôm nay mớm quá mớm nè. Đông mèo luôn.
con cua nè, con bắt cua này kìa. Con cá của biển sợ chết đi. Để Dương thăm cái lò này xong rồi Dương sẽ hái nhấp con súng đây. Quá trời nhìn, quá trời ngon này. Wow. Lò này sao đây? Bữa mình giờ qua kia đã không được, không được, xong mình giờ cho lại đây. Hy vọng hôm nay có thu hoạch coi. Rồi. Không có một cái bóng dáng cá bổi luôn. Còn lủng không đây? Thì cái này của Dương cũng kết thúc lại cái chuyến đi thăm lợi của Dương ngày hôm nay nha. Hôm nay thất thủ quá. Dương này đi. Dương chỉ nhổ 5 cọng con súng là ăn không là không hết rồi đó. Còn quá trời luôn kìa. Rồi Dương bye bye cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị video sau thì Dương về Dương sẽ đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi mình về thôi. Wow. Thì buổi sáng hôm nay Dương thăm lợi về, Dương sẽ đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay nước do nước nó bị cạn cho nên là ít cá, không có nhiều như mỗi ngày nha. Hôm nay là bị người ta xả cái đập ra, nước nó cạn quá đi nên không có cá nhiều. Đi đâu vậy? Chưa. Còn chết quá rồi. Đi đâu con rồi? Thì buổi sáng hôm nay của Dương chắc cũng tầm cỡ 1 ký ngoài cá bắp rồi. Đây, chị. Buổi sáng này của Dương chỉ được nhiều thôi, với chắc tầm hơn ký. Thì cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị video sau. Rồi bye bye.